Nick tới cái Charlie này. Còn ok, xong bước tiếp theo là mình phải vào cái Charlie để mình claim cái subnode đấy. Rồi start này thì chạy trước chạy sau cũng được. Sau đấy thì mình lại phải vào cái nốt mà mình vừa claim, cái nốt dev này. Mình lại cho nó connect ngược lại với cái nốt Charlie. Đấy, nó sinh ra là mấy bước. Hoặc là ba bước đi. Cái nốt start này thì bước sau khi claim xong. À, vẫn phải chạy trước. Chạy trước nốt này thì mình cũng mới có thể vào cái nốt này để mình claim với cả add connect nó cái nó tới cái Charlie được. Đúng không? Ừ, thì em vẫn phải chạy lên đấy, nhưng mà vẫn em vẫn dùng cái nốt của thằng Charlie kìa. Khi mà chạy Vâng. này, em chọn chọn chạy với account là using account là ngay đầu tiên em dùng ngay dev được mà không cần phải chuyển sang À. port của thằng dev đâu. À đúng không? Không không cần đúng không? Ừ, Thế thì đúng không? cái này bước chạy này thì trước hay Không, sau em đều vẫn phải được. chạy lên. Em vẫn phải chạy lên. À vẫn phải chạy lên. Không chạy là không có lên được. Không, lúc claim nó cho vào data storage thôi. À. Claim Thế nó vào thì storage bước hả? này thì sau khi mình làm hết các bước mình chạy cũng được. Ok đấy thì cái này thì subnode thì nó có gọi là có ba bước đi, nó sinh hơi nhiều bước. Thứ nhất là add connect từ cái nốt gọi là nốt cha và nốt con này. Bước thứ hai là mình claim vào cái nốt con để claim này. Bước thứ ba mình lại phải add ngược cái connect từ con vào cha. Đấy, ok thì mình làm nhá. Nhưng đây là mình cái nốt con ấy thì sẽ là add connect này. Connect từ cái nốt ID nào, ví dụ mình muốn add con à không, cái này thì mình chỉ gọi extensit thôi. Chứ không cái này chỉ gọi extensit thôi chứ không gọi sudo. Xem lại chút cho nào. Đúng rồi, không cần sudo. Vì đây là thằng này nó đâu phải sudo, hai thằng này không phải sudo mà. Đấy thì mình sẽ add từ chalice này. Nốt add connect này, đây là sẽ là cái opaque PID của chalice đúng không? Ở trên là mình sẽ có rồi. Đây. Chalice này. Ok, xong mình sẽ đây là thông tin của cái nốt cha này. Đây sẽ là chỉ là cái ID của cái nốt con thôi. Thì ở trong này nó có ok này. Sai này. Ok, xong rồi này. Thì đây nó connection xong. Đấy, đúng ra là cái này không hiểu sao là cái này bị lỗi ở đâu nhưng mà nó đều trả về empty thôi. Đúng ra nó phải trả về hai Khả cái. năng cái palette này nó bị sao thì chắc phải đọc code của nó thôi. Cũng có thể do palette này. Có thể do cái version mình đang làm này nó implement nó lại bị lỗi ở phần này. Rồi, ok. Cái này cũng chỉ là event nó bắn về thôi do mình biết thôi. Thì xong rồi mình sẽ vào claim này. Claim thì sẽ phải vào nút days này, claim này. Claim node thì sẽ phải lấy đúng cái ID của nó. Đâu ID của thằng cha nó chứ nhỉ? Tra để xem lại nào. ID Claim node này. ID 6 paste node owner, đây là PID của nó mà. Của date mà. do nó bài tiếp. Của date chứ không phải của Em chết lại Charlie. cái màn hình xem. Đây là 6D. 326D là của nó. Và đây nó cũng nói rõ là của nó đây. Ồ, sao Owner. dép lên claim của nó nhỉ? Chắc nó À, chờ, tìm chờ à, cái PID của nó à? đúng rồi, của Để nó quên mất, để xem đây trên. nhá. Claim này. Ok thì claim xong rồi. Đấy, đứa bạn này đúng là cái event này nó bị lỗi nên nó không trả về gì cả. Thì mình xong là bước tiếp
theo thì mình sẽ lại connect từ cái nốt này, nốt này đây, nốt dev này đến nốt cha của nó là Charlie này. Ok, xong rồi. Make cái thứ này thôi. Bây giờ run node. Start sub node này. Ừ, đúng rồi, nó phải add claim cái PID đó về 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 cái nốt của nó là đúng rồi. Đây, rồi. Về giống như lúc đầu chạy rồi đây, cái nốt này nó sẽ connect đến cái nốt Charlie kia thôi. Ok. Ví dụ đây mình tắt nốt này đi. Thì cái nốt này cũng lập tức không không connect được đến nữa. Và chỉ còn hai nốt Elite với Bob chơi với nhau thôi. Thì mình giới thiệu thêm một phần đó, trong này nó nói đến cái cách sử dụng về cái subkey để mình gen ra một cái, ví dụ gọi là cái custom node đi. Thì mình sẽ clone cái repo này về. Ở trong này thì nó bảo build, không hiểu sao nó cần build bằng cái Nightly này, thì tài liệu bảo thế thì mình cũng không không rõ là sao cái subkey này yêu cầu đấy. Thì nó có một số lệnh, cái lệnh này thì mọi người thấy là khá quen so với bài trước đúng không? Bài trước nó cũng có cái lệnh này. Thì như trong trong cái node template ấy có sẵn cái packet subkey này rồi, nhưng mà hình như là có sẵn cái gọi là cái lệnh generate này rồi, generate key này, đây này. Nếu là bài trước này, khi lúc mọi người gen ra cái đây này, key generate này, thì mình đang cái này là nó lấy một phần của cái subkey ra để nó đưa vào cái nốt template này. Nhưng mà cái subkey này thì nó sẽ đầy đủ hơn, là mình có thể tạo và quản lý cái key mình khi mình chạy cái lệnh này này. À, đúng chưa nhỉ? À, cái này là phải ra cái order khác. Yeah, sắp chơi kìa. Oh. Đây thì thấy giống bài trước đúng không, thì nó cũng sinh ra một cái này, sinh ra thứ nhất là cái secret này và cái mặc định, nếu mà mình không điền tham số gì thì đoạn này nó sẽ là cái key aura thôi đấy. Và mình sẽ có là cái secret seed này, chính là cái private key đấy. Thì mình muốn sinh ra cái PID đúng không? PID thì nó có là cái lệnh là key inspect node key là từ cái file, mình sẽ lưu cái này vào một cái file nào đấy. Đây là 26. À, cái file này là file cũ 26 đúng không? Wow.
lưu cái key này vào đây thì nó có một cái lệnh là key inspect node key này. Sau đấy là cái file này là lưu cái private key này. Và bỏ đi cái không x ở đầu thì nó sẽ sinh ra cho mình được cái đây, nó sinh cho mình ra cái đây là chính là cái node ID này. Thì từ cái node ID này sau đấy thì mình sẽ lại đây. Ví dụ đây là các bước mình ghi đây rồi xếp vào một file này. Sau đấy thì mình dùng inspect để lấy cái node key này, à, node ID này. Node ID output ra thì mình có thể decode nó ra để thành cái OpaQ PID này. Thì cứ lên online có một số các cái tool ấy thì nó sẽ decode cho mình. Đây chỗ này sẽ chọn là cái input là kiểu hack nhé. Decode nào. Decode. À, đâu nút nào để đi code xong bấm được nhỉ, lại bị refresh à, đi code à đây, chọn đi code trước, đây thì nó sẽ cho mình là cái OpaQ PID đây. Thì đấy thì từ các thông tin này mình đã có đầy đủ rồi. Ví dụ đúng không? Đây là cái PID này. À, đây là cái OpaQ PID này. Node key. Đây, node key các thông tin nó ở đây. Node key chính là cái private key này. Đấy, ok. Node key chính là cái này. À, node node ID. À đúng, đây là node key chứ nhỉ. Cái node ID là được sinh ra là ở đây. Node ID được sinh ra từ cái private key nhé. Đây thì mình đã có mấy cái thông tin này rồi. Ba thông tin này thì nó cũng tương ứng với cả ví dụ một số các cái account nó định nghĩa sẵn trên này đúng không? Thì mình có thể add thêm một cái nốt mới với nốt key nó rồi này. PID này. Với cả OpaQ PID này. Thì đây mình có thể add thêm một cái nữa. Add thêm nó là welcome node đi. Add thêm welcome node thì cần dùng sudo. OpaQ này. Cái OpaQ PID này thì cần thêm 0x cả đầu nhá. 0x cả đầu này. Đây là địa chỉ thôi. Địa chỉ thì đây. Ok, mình add thêm một cái nữa rồi. Đây. Bây giờ có thể lại chạy thêm cái nốt này nhá, xem có được không nhá. À, có 4 nốt rồi đúng không? Lại thêm nốt này này. Ở đây thì mình thấy là nó có cái lệnh lệnh chạy là kiểu này. Lệnh chạy như này đúng không? Nó thường là cái nốt key như này nhưng mà chạy kiểu này thì nếu mà private key mà chạy command line thì nó không an toàn cho lắm. Thì nó ngoài cái kiểu chạy nó có kiểu là nốt key file này. Thì mình có thể đặt trong file được. Thì ví dụ mình đặt trong file file sang. Còn không biết là có cái kiểu nào để chạy ví dụ mã hóa file mà nó không cho an toàn nữa không. Cũng chưa thử cái đấy. Ví dụ như là cái đây đúng không? Vừa tạo ra Solidity này. Đây trong substrate này
Có cái file mình vừa lưu key là nhà đây, key 2023-02-06 này. Mình paste vào cái đây. Paste vào đây đi. Ở đây, paste này. Thì mình chạy với cái key này nhá. Tại vì cái key này là cái key vừa mới à add well node, well kernel node. Thì đây thì nó sẽ start với cái này, key file là key 2023-02-26. Thì nó sẽ không đưa cái node key vào đây nữa. Thường là nó sẽ chạy theo cách này chứ ít khi là nó điền cái nút key trực tiếp vào đây. Không được. Hình như là đọc cái nút key không đang không đúng. Từ từ mình xem lại cái lệnh nó chạy. Nốt key file nốt key file đây, tên file đây. Đúng rồi. Thì nó trong này nó cũng ở chứa một cái hex mn code. Encode à? Nó lại phải encode cái à, thế thì an toàn hơn. Đây này, chứa một cái nốt mà encode của cái private key, cái ed. Cái đoạn này thì mình chưa, hôm trước chưa đọc kỹ rồi, không biết là nó encode cái này thì nó encode bằng cách nào. Chứa một cái à đây, unencode đợt này, unencode cũng được, hoặc là encode của cái, hoặc là cái hack. Thế đây rồi thì đây nó là mình đang để cái private key rồi, nó cũng được rồi. Nhưng mà đang chạy không được. Các em cứ để trực tiếp đi, cứ để trực tiếp để cho chạy đi. Chắc cái phần này thì tìm hiểu sau nhé. Cái phần này nếu mình có hai cái cách chạy, một là theo nốt key bình thường, hai là theo cái nốt key file. Anh có cái nốt, cái nốt này thì có sinh ra có giống không? Tại sợ cái rabbit key trong cái file nó tự sinh ra. Anh vừa paste cái này vào mà. Nốt Không. key vừa paste mà, thử xem nào. Test này. Ở đây không có này. Key à 26. Đây. Vừa mới paste vào mà E4BA này. Mấy cả 59FB này, đúng là cái này mà. Thôi rồi, bây giờ tôi chạy bằng cái nốt key trước nhá. Còn cái này thì nếu mà chưa được thì mình sẽ tìm hiểu sau ấy. Nhưng nó có cái cách chạy bằng cái nốt key file đấy. Đây. Ok, mình kết nối được rồi. 3 pin này.
Đây cái này 3 tia rồi. Thì đấy thì cái này mình có thể thêm bao nhiêu nốt tùy ý nhá, bằng cái cách mình tạo ra được, chỉ cần có các thông tin. Thật ra cần có hai thông tin là đủ thôi. Thông tin cái nốt key này và cái OPA Q PID này là mình có thể add được nốt vào được rồi. À, thêm cái này cái địa chỉ của nó nữa, cần cái địa chỉ ví của nó nữa. OK. Thế địa chỉ ví nó xác định là nó là owner của cái OPA Q PID này. Rồi mình thử lại cái cây từ ban đầu mà anh Tú bảo là thử. Bây giờ mình thử connect cái nốt dev vào cái nốt bob hay là elite nhá. Thử connect vào nút bob nhá. Bob này. Node authorization add connect này. Đây là cái PID của Bob này. Xem một thằng con có thể kết nối đến nhiều thằng cha không. Đây sẽ là PID của thằng dev này. OK thì add connect thì vẫn còn add connect OK này. À, tiếp tục lại vào lại claim lại. Chỗ này mình chưa thử. Đây là của dev này. Không claim được. Một nốt con, thế thì một nốt con nó chỉ claim được một lần thôi. Cho nó claim chính cái ID của nó rồi mà, đúng không? Đúng Bây giờ em rồi. vào 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 cái nốt nốt của nó đi, xem check nhé. Vào thằng dev xem nó sẽ có nó bao nhiêu nốt rồi. Thằng dev này À, vào thằng dev đi, thằng dev, vào check như thằng dev. là 47. Dev là 47. Nó chỉ connect đến một nốt thôi, nghĩa là nó À claim rồi, vậy. claim nhá, Ừ, vậy là không được, ok. một Ừ. ca thôi. Thì đúng thế mà, không thể có nhiều cha được. Đúng, nó trong code nó xử lý phần đấy rồi. Đây nhá, bây giờ thì có thêm phần nữa. Đấy, phần này mọi người có trao đổi chưa? À, từ từ để mọi người trao đổi, có vẻ là mọi người vẫn chưa ấy đâu. Hôm trước các bạn đã hỏi, buổi trước các bạn đã hỏi Khánh đúng không? Buổi trước là Khánh hỏi hay là Chúc em đi đi miền Tây chơi được khỏe anh. à, buổi buổi trước có hôm là bạn nào hỏi là muốn thêm nốt đấy, thì có hỏi gì không? Thì bữa bữa em hỏi đấy, hỏi là khi trong private private network ấy thì mình add nốt khác vào có được không vậy thôi ạ. Thì bây giờ thử thử trên private network của mình xem thế nào. Thì thử rồi đó, thì private network của mình đó. Thì đây chính là cái phần sau đấy, cái phần mà em có thể add nốt lúc runtime đấy. Là Nhưng mà mình nó ở em chưa có hết. cái nói nốt đấy xong thì em sẽ trao đổi cái phần hôm qua mà lúc em vẫn đang phân vân, lúc chưa hiểu cái đoạn đấy. Ở đây là cái follow lại, là có nghĩa ở đây là buổi trước là mình sẽ define tất cả các nốt ở sẵn ở cái trên spec file ấy. Là mình có một cái file trên spec đúng không? Và mình define hết sẵn ba cái bốn cái nốt ở trên cái file đó trước rồi, và mình run run một cái private network ở trên cái file đó. Thì ở cái phần này thì mình đã define trước là cái Alice Pop ở trên cái file đó rồi, có nghĩa là có hai cái nốt đó, và bây giờ cái nốt nó đang chạy và mình muốn add thêm một cái nốt thứ ba là nốt Charlie đó. Và nốt Charlie là add như thế nào, thì bây giờ ở cái phần này hôm nay thì có nghĩa là mình phải bổ sung thêm một cái palette là authority đó, để mình có thể quản lý cái việc mình add cái nốt vào. À, để mà add được vào cái nốt gọi là well known node ấy, thì là mình dùng cái add well known. Còn nếu mà add sub node thì chỉ dùng để gọi là đọc data của cái thằng cha thôi, thì là mình dùng cái add connection đó. Ok chưa Nhật? Dạ ok rồi. Ừ, ok đó, thì clear như vậy rồi. Có ai có hỏi gì thì cứ hỏi.
Cho em hỏi là ví dụ cái này trong local mấy cái dầm, ví dụ như là trong thực tế thì những cái máy nó nằm ở nhiều IP khác nhau á, thì không biết cách làm có giống vậy không? Cũng giống em cái lúc chạy đâu nhỉ, lúc chạy thì em chỉ là điền cái chỗ ID thôi. Đây này, ví dụ như là đây cái đoạn này thì không nói. Cái đoạn này thì đây, ví dụ như hôm trước này thì nó sẽ có cái chỗ lệnh đây. Cái nốt thứ hai này, đây này, chính là cái thông tin chỗ này của em này. Nếu mà là cái máy ở cái mạng internet ở ngoài ấy, thì em là điền IP của nó thôi, xong em làm sao mở cái port đấy để cho máy khác nó có thể kiểu như là bắt tay, hay là bắt tay với nhau đó, trao đổi dữ liệu với nhau. Các máy như phải chung file trên stack nữa đúng không? Đúng rồi, thì phải chung một loại code chứ. Đúng rồi, Nó chung phải cái nốt của em ấy, chung em phải kéo cái nốt đúng cái nốt đó sang cái máy lô bên kia và build đúng chính cái file để ra. Tại vì nó sẽ đều khởi tạo từ cái genesis ban đầu. Cái genesis ban đầu thì cái nốt nào nó cũng phải giống nhau, không một nốt nào có thể khác được. Không, nếu có thể copy cái file binary em bôi em build. Ở đây có một cái là mình đang chạy, mọi người để ý đoạn này nhé, mình đang chạy là chỉ có elite mới bob là validator thôi. Nếu một trong hai nốt này tèo thì là cái network của mình cũng gọi chung là không có thể finalize tiếp được. Đây là mình thử này, tắt nút bốp đi nhá, đây là nút bốp này, thì mọi người thấy đến đây là nó không finalize nữa. Đến cái block này 355 này, a ba 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 năm này đấy. Thì nó không có thể finalize nữa. Có một cái là chưa chưa clear cái đoạn này, là cái lúc lệnh chạy nó bảo là phải dùng cái tham số là cái off trên đây là Option always thì option worker always đúng không? off. Đọc, em đọc nhưng mà chưa hiểu tại sao nó phải dùng tham số này. Theo anh biết thì là cái này là nó cái bật cái nốt này phải luôn luôn chạy option worker. Và cái việc tính toán thì việc add cái authority storage này nó sẽ phải tính toán ở trên option. Kiểu việc Đúng. cái việc add các kiểu vào này hay là accept các kiểu này sẽ được xử lý trên off-chain chứ không được xử lý trên on-chain. Sau đấy thì nó chỉ gửi cái dữ liệu cuối cùng lên xong để cho các validator nó validate thôi. Đúng không? Nhưng mà em chạy nhá, ví dụ như là mình chạy với nốt nốt Charlie đi. Em tắt off-chain worker đi, em tắt đi. Ok. Đây là nốt Charlie đúng không? Nó vẫn roi vào bình thường. Anh nhớ là nó có một cái phải có một cái thằng nào tắt hẳn đi cơ. Always là nó không nó phải luôn luôn chạy thôi. Hay là đây là cái thằng này vẫn đang on-way này. Mấy thằng khác vẫn đang on-way mà. Thằng này này. Thằng này cũng on-way này. Cái này nó vẫn finalize bình thường đúng không? Nhưng mà đây nhá, ví dụ em chạy cái nốt này nhá.
Xong rồi mình sẽ thêm một cái là validator, để cho nó là validator đúng không? Ok. Thì lúc mình lên cái trên này này, mình kiểm tra này. Rồi đúng, thì nó này nó là ở đây nó hiển thị là validator thật. Đấy. Validator thật. Nhưng mà đến lúc mình stop đi một cái nốt both elit thì block nó vẫn không finalize được. Nó cũng bị dừng luôn. Đấy. Nhưng mà nó vẫn import được, nó nghĩa là nó vẫn em thử cái chạy với việc enable bằng for đi. Enable option worker bằng for xem nào. Sẽ nhớ lại tiếng. Option worker thì nó thấy có ba cái tham số là always này mấy cái gì nhỉ? Đây. Cứ chạy đi là nó sẽ báo có chọn mấy cái tham số gì. Đây, never. Ừ, never đúng không? Chạy đi. Nó cũng không finalize được. Nghĩa là hiện tại là đang có một cái vấn đề ở đây là em vừa stop và stop cái bóp đi rồi à? Stop bóp đi rồi. Stop bóp đi rồi. Hình như là anh nhớ là đợt cái Omni Octopus là nó phải run cái bốn cái nốt của dev đó, là cái Renesis đấy. Bốn cái nốt đấy mà chết là toang. Thế thì nó lại cái vấn đề decentralize nó thì lại đang bị chỗ này là hơi dở. Thì đi centralize mà em thì bên cái câu chuyện là bây giờ em vẫn phải có một cái sudo key đúng không? Vâng. Thì câu chuyện là em vẫn phải có sudo key, với anh bảo rồi, bây anh chỉ cần bọn anh đang giữ cái sudo key ở app trên của em chẳng hạn. Đó. Thì mà anh sẽ có quyền toàn quyền cái kiểm soát cái việc min token của em BVCD thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đến một thời điểm mà anh có thể hoàn toàn min cái token của em ra và anh sẽ chuyển nó vào một cái ví chẳng hạn đó. Đấy thì có vấn đề đấy, là ví dụ như là những cái boot node này mà nó bị chết thì gọi là coi như mạng cũng tèo. Ừ. Thì cái đoạn này nó không, mình đang thấy nó thiết kế kiểu này nó không không đúng lắm nhưng không phải không hay. Nhưng là ngày trước thì em có nghe buổi seminar thì nói về Bitcoin. Bitcoin thì nó cũng hoạt động, nó cũng có các boot node. Thì muốn join vào mạng thì mình cũng phải join qua mấy cái boot node đấy. Nhưng mà sau khi join vào rồi thì mấy boot node đấy nó chết đi thì mạng nó vẫn hoạt động được. Nhưng mà mình cũng không kiểm chứng được, thì đấy chỉ là nghe thôi. Nhưng mà nếu mà subtray là hiện tại với mình đang test trực tiếp như này, boot node mà chết thì là mạng chết này. Em thử vào cái authority này xem có transfer quyền boot node không. Em vào cái account của sudo ấy. Không. Em vào cái extrinsic nhỉ. Sudo, dùng ok sudo đi. Vào sudo đi. Sudo đấy đi. Ừ, vào cái authorize xem có. Có transfer node này. À. Đó, có khả năng là transfer. Không. Phải đọc cái không code. Phải, không phải. Ừ, phải đọc code. Từ từ, em mở tiếp ra đi xem còn hàm nào không. Reset well final node này, swap này, remove này. Xem này, swap well cái node node sang một node khác này. Nhưng mà này, không đọc kỹ được cái này cho em thử swap, em swap thằng Bob sang thằng Alice đi xem nào. Ừ, hai thằng đều là thằng Bob xong cần no node thôi mà, thì hai thằng nó hiện tại nó đã là well cần no node hết rồi. Thằng như là thằng Bob là boot đúng không? Genesis boot đúng không? Tức là nó phải có một cái cơ chế nào đó để nó phải swap được. Hay thử swap L cái node này từ thằng Charlie ra thằng Dave xem có được không? Em swap từ thằng Bob sang thằng đấy là thằng Dave nè.
Sao được không? bóp 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 thì đây Em bóp cứ run, em cứ run cả cả nốt lên lên đi, run cả mạng lưới lên đi. thì phải ăn thì nó và verify được thì mình có tác dụng. Ok, ăn hết đây này. Tức là ba thằng này là có thể ấy được rồi, không có chạy ba thằng nữa đâu. Sudo swap đây là remove, thế vậy là nó chuyển à? Thế thì lấy thằng Charlie, thằng Bob này có ảnh hưởng nhỉ? Đây là Bob này. Rồi đến thằng swap cho thằng Dev đúng không? Ok. Ủa, nhanh vậy. Cho em xem, cho anh xem cái log nào. Đây, swap đây. Đúng ra là đoạn này nó phải trả về các cái ID đấy, nhưng mà chắc là cái palette này ở version này nó có vấn đề. Thì ví dụ như là nếu mà không thì mình có thể vào cái chỗ cho change state này, mình có thể xem được các thông tin đấy. Nhưng mà ở đây nó lại không không lấy được. Kiểu như nó viết code nó lưu lúc luôn thông tin nó bị bỏ bị sai rồi bị sai Ừ, thì đấy, thì chứ còn ở tutorial mới ở video, mấy video anh xem thì nó đều query được ra thì mấy bạn này bạn ấy làm lầm bài ấy mà code sai từ lưa mà đốc viết đốc đấy. Đấy, thì cho xem anh nhá. xem cái từ terminate nào terminate của mình nào Nghĩa là IP thằng này là thằng thằng đây bóp thằng à Charlie, đây thằng bộ, thằng Bob là thằng thứ hai này đây. Đây Bob đây. nó chạy Đây. bình thường à Chạy bình thường, thử thử bật cái nốt dev lên xem nó có thay đổi gì không. Xem dev bây giờ nó connect được đến mấy nốt. Dev connect được đến hai nốt rồi này, hình như nó là welcome nốt rồi đấy. Lúc trước nó chỉ hay có, đây. lúc trước nó Nhưng chỉ có mà tới mỗi thằng Charlie thôi. Thử vào nốt Bob xem nhá. Và cái thằng này bây giờ là mất connect đến bốp luôn rồi. Nó đang chỉ connect đến hình như xem nào, đang connect đến hai thì nốt, thì đây là Chalice này và có đây lẽ đến là Charlie Dev thôi. Thì mình đã remove cái thằng cái thằng thứ hai kia là gì đây thứ hai là thằng Dev đấy. Cái thằng Alice bây giờ nó lại connect đến thằng Charlie mới là Dev thôi. Mình remove à Swap thì cái thằng Bob bây giờ, xem Bob bây giờ không biết là connect đến những cái nốt nào. Bob bây giờ vẫn đang connect đến hai cái. À bây giờ một Bob một bây một một giờ Bob với cả Dev thì nó đổi vị trí cho nhau rồi. Nếu xem cái sơ đồ trên này, hai thằng này đổi vị trí với nhau. Nhưng mà Bob thì như vẫn là validator nhá. Để thử tắt cái đây xem cái thằng đúng ở đây này. Cái thằng Dev bây giờ này thì nó sẽ connect đến Alice này và là Charlie này. Charlie, Charlie. Còn thằng Bob thì thằng Bob là cho anh xem thằng Bob nào. Connect đến Charlie thôi. Có lẽ Charlie thì cũng có thể làm gì đâu. Có lẽ đến Charlie thì có thể làm gì? Bây giờ em tắt thằng thằng Bob đi, tắt thằng Bob đi cho anh. 45. Đi xem là nó có thể validate được không nào.
Không được, nghĩa là hiện tại là trên mạng thì validator thì vẫn nó vẫn theo là cái trong cái chain spec ban đầu. Validator thì vẫn là Alice Mambop thôi. Ừ, vậy là Genesis là không thay được rồi. Đúng rồi. Vậy là cái mạng cái bút node đầu tiên rất là quan trọng. Nó làm có vẻ cũng không, nói chung là không hiểu mục đích của nó không thay thế này này thì cũng hơi ấy. Nhưng mà thay thế dễ quá thì nó chắc cũng sẽ gặp những cái rủi ro nào đấy. Đây là thiết kế của nó nhưng mà mình thấy là có vẻ nó cũng không không ổn lắm. Như là ví dụ như là thế thì bình thường bên Octopus mà ví dụ bọn anh join vào một nốt làm validator thì nó sẽ theo cơ chế nào ạ? Thì cũng dùng authorization này em. Yeah. Nhưng mà sẽ chơi, bọn anh sẽ build là cơ chế là sẽ phải stake cả Octopus nữa. À phải deposit một cái lượng Octopus vào bao nhiêu các kiểu thì mới cho start. Vâng. Đấy thì sau khi làm thì thấy một số cái bất tiện của nó là thế. Hiện tại là bốn cái nốt đầu tiên là phải run bốn cái nốt thì chưa một bạn bên em chờ hỏi là hiện tại thì bên anh đang run bao nhiêu cái nốt và bao nhiêu cái full nốt này. Thế anh chờ hỏi là bằng run bốn cái boot nốt đúng không? Và chín cái và năm cái full nốt này. Tổng cộng là chín cái nốt này. Cái well của node này nó chạy thì nó có được reward không nhỉ? Có chứ. À, có em vào vào đi, em vào Octopus mainnet.octopus có chứ, phải có thì các bạn mới chạy chứ, mainnet.octopus. Em chưa đọc code sâu của nó trong thì không hiểu là không em vào cái trang validator đang chạy. Ở đây là app trên này, mainnet này. À mainnet. Rồi ok. Đợt này mạng ấy quá. À cái kiểu hồi nãy add connection hồi nãy cái kiểu làm node hồi nãy là một node làm rồi thì không có làm nữa nhưng mà mình có thể add connection tiếp được á. Ý Lâm là sao nhỉ? Giống như cái vụ hồi nãy mình đang thử vụ claim lại cái node mà hồi nãy mình đang tính thử là thằng một cái node cái ví nó claim vào cái node bot hồi nãy á. Quay cho lại cái vấn đề kia. Lúc mà nãy mình làm node lại lần 2 á thì nó báo là đã claim rồi á. Ừ, claim rồi. À nhưng mà vẫn add connection được tại vì cái claim đó thì chỉ là một cái địa chỉ chỉ cho một cái API thôi. Nhưng mà add connection thì vẫn add được. Nghĩa là add tiếp nhưng không cần claim gì. Đúng rồi, đã claim rồi đâu rồi em đã không có được lại được. Nhưng mà add tiếp được. Thế để em thử. Em có rồi. Ờ thì không, nhưng mà đợt vừa lấy là dưỡng sâu là không không tìm thấy cái nốt bóp à? Không, cái này là Lâm bảo là cái bước trước cơ. Ví dụ mình ok bây giờ em add lại add thằng bóp rồi mà, add connection về bóp rồi đúng không? Đúng em rồi, bây giờ em run. Bây giờ em run cái nốt bóp lên đi. Em run cái nốt bóp lên đi. Ok. Run rồi đây. Run chưa? Run rồi. Rồi ok. Nó finalize rồi, bây giờ em add connection cho thằng từ thằng thằng bóp về thằng dev đi. Xong là từ thằng dev về thằng thằng bóp. Nhưng mà thằng bóp này thế phải từ vừa nãy là mình add connection từ dev về bóp rồi, bây giờ lại add connection sẽ là ngược lại. Từ dev về bóp. Từ bóp về add cả hai lượt chứ, cả hai thằng hai đầu đều phải add mà. Nãy mình add một lượt rồi, mình add từ vừa nãy mình add đủ chưa? Một lượt, bây giờ mình có thể đến cái bước mà claim thì không claim nữa nên mình dừng lại. Ừ, thế thì bây giờ mình vào node thằng dev mình check xem là thằng dev đang connect về thằng nào. Dev bây giờ thì nó lại quay ngược lại với cả Alice à? Alice với cả Charlie rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ connect từ dev tới
Bốp, vừa nãy là mình đã add connect từ từ bốp đến dev rồi. Nhưng mà đến cái bước claim ấy thì mình lỗi nên mình không connect tiếp. Thì bây giờ Ok, thế từ bây giờ em connect về về thằng đấy đi. từ bây giờ từ dev về bốp đúng không? Không phải ao Như nãy mình mới chỉnh lại cái gì á, mình mới swap gì rồi. thôi thì không swap ngược lại để đúng lại ban đầu nhá. Dùng sudo rồi. Swap lúc nãy dùng sudo thì mình thử không dùng sudo nó có được không nhá? Không, khả năng không được đâu. À, thôi cứ thử đi, cứ thử đi. May vì lại được. Để thử xem trong này là lúc mà nó implement thì cái swap nó có bắt là sudo không. Có này, swap cần sudo. Ra không được. Mình cứ thử thôi, mà dự đoán là không được. Thử swap lại. Tại vì hai nốt này thì ví dụ một thằng muốn swap, thằng không muốn swap thì mà thực hiện được thì cũng hơi vô lý. Nên là chắc sudo sẽ thực hiện được thôi. Swap bây giờ đã... Không, không được, không được, làm sao em lại làm này, chắc không biết, chắc chắn là không được rồi. Ok, thế thì chạy luôn cái swap cái này nhá. Thì trên này sẽ là dưới sẽ là bốp này, trên sẽ là dev đúng không? Ok này, thử xem nào. Đây, dev này bây giờ lại còn một connect này. Nó cái này cũng khá hay, swap cái là nó tự tự tìm lại cái kiểu như là các cái nốt khác để connect luôn. Ok, bây giờ lại quay lại từ ban đầu rồi đấy. Thì đây, Alice lại kết nối đến bốp rồi. Bây giờ mình thử thử kết nối lại từ bốp này đến đúng không? À, đúng không? Ừ, thì lúc nãy là một lần rồi, bây giờ add connect này, nốt này ở không biết swap nó có bị reset cái kia không. Đây này, bốp này. Ok, được này. Đấy, được. Nghĩa một thằng con là kết nối được nhiều cha đấy. Ok. Ok. Là cứ cho kết nối, nhưng mà bản chất là kết nối để nó chỉ đọc data thôi mà. Thằng này chỉ có đọc thôi. Thằng này làm kiểu indexer được. Đúng không? Indexer thì mình lấy xong mình crawl data về DB nào đấy. Nếu vậy mình tắt cái nốt cha của thằng đây là vẫn chạy được nốt nốt Mình nốt tắt ra hit thì nó vẫn vẫn được. Tại vì nó chỉ cần một nốt để nói thôi mà. Đây thì nó vẫn bình thường mà, phải tắt bây giờ tắt cả bốp thì nó mới chịu thôi. Gọi là nó vẫn còn cái đường kết nối. Tưởng tượng kiểu như đây là một cái trên này là nó kết nối cái nào thì như một cái sợi dây này thôi, tắt đi thì mất thì không, nó còn không có cái dây này thì lại dây khác thôi. Ok, đấy. Chung là nội dung bài hôm nay thì đến đến đây thôi. Mọi người trao đổi. Ừ, thì đấy thì có một số những cái chỗ là cũng clear thì cũng clear rồi đấy, ví dụ như
nếu mà là validator thì, nhưng mà thế thì, nhưng mà bây giờ nhá, ở trong bài này nhá anh Tú nhá, em thêm vào, nhưng mà cái well node này nó có phải là well kernel node này nó có phải là validator đâu, nhưng mà trên Octopus thì đây là đều là validator chứ đúng không? Đâu nó là validator mà em. Nhưng mà nếu validator nhé thì sao mình hiển thị trên này thì nó đúng là mình chạy, mình có thể chạy theo cái bật là nó validator không, nó vẫn là, nhưng mà khi tắt cái boot node đi thì nó lại không không À find thì align nữa. chắc chắn là nó cái boot node thì nó có sự khác biệt so với những thằng bình thường. Có nghĩa bây giờ chống bây giờ Octopus thì bên này nó tắt mấy cái bốn cái bút nốt đầu tiên đi thì cũng chết mà. Thế thì ok, thế thì ở cái này gọi thế, nhưng mà cái sudo mấy boot node vẫn là quyền cao quá nha. Mà giả sử bây giờ nếu mà thằng bút nốt là senosid mà thằng bút nốt còn chết thì sao? Đấy thì mạng bị ngưng luôn đấy. Ừ, có thể nó sẽ tấn công kiểu như sẽ tấn công vào một số thằng bút nốt là chính đúng không? Đúng rồi. Thì khi tập trung vào Mình một nhóm người. Ừ. thử thì chưa lắm. Thế bút nốt phải đủ lớn thì nó lại, nhưng mà lại bút nốt thì cũng lại bài toán là bút nốt từ Genesis ban đầu thì nó cũng lại có một số lượng giới hạn thôi. Đúng rồi, cái nào cũng có số lượng giới hạn thôi, không thể triển khai quá nhiều boot node ngay đầu tiên được đâu. Nhà đã triển khai ban đầu thì lại, nếu đã là boot node thì toàn những ông sẽ dây dưa đến nhau. Thì hầu hết là phải là từ dev team đấy, từ dev của dự án, từ đội ngũ. Bây giờ anh nghĩ là bây giờ chắc là chỉ có một cái mà để mà quyết định đó là mình có đổi cái quyền của bút nốt là sẽ giải quyết được câu chuyện này. Đúng không? Transfer cái quyền từ cái genesis ấy bắt đầu ấy. Nhưng mà transfer cái quyền đấy thì, nhưng mà nó cái bút, cái nốt kia nó cũng có là validator đâu. Nếu mà cái nốt ban đầu kể nó không là bút nốt nhưng mà nó bị chết Ờ thì không, ý là bây giờ phải có một cái cơ chế, mình phải làm được cái cơ chế kiểu đó, là có nghĩa thì có thể stop được mấy cái bút nốt ngày đầu tiên. đúng rồi, phải những cái nốt tham gia, ví dụ nếu nó join là validator thì Anh nghĩ là có đấy, đến chuyển sudo mà còn transfer được thì cái bút nốt này là cái gì đâu. vâng, thì có thể hoặc là code nó chưa implement chẳng hạn. Ok, để anh tìm xem. Anh cũng chưa 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 chú ý phần này này. Ừ. Tại thì Vâng. chưa trả lời được. Ừ. Mọi người cũng thử research xem thế nào. Có anh nghĩ là có đó, sudo còn transfer được chứ có cái này thì có cái gì? Có cái này thì sudo. Ừ. Rồi, tiếp đi, mọi người còn hỏi gì không? Cái kiểu cái khóa này bọn mình trao đổi với nhau ấy thì nó là kiểu như build hẳn một cái blockchain, nên là kiến thức chắc nó cũng khá nhiều, mới cả nó cũng sẽ tốn thời gian hơn là ví dụ mình khi học về Solidity hay học về smart contract trên Near ấy thì nó sẽ đơn giản hơn. Nên là ví dụ ban đầu mình dự kiến định học trong khoảng 2 tháng hay gì, nhưng mà chắc là sẽ lâu hơn đấy. Tại mình đi từ từ thì mọi người mới cùng đi được, mới là cùng nắm được ấy. Ừ, anh nghĩ bài này thì mọi người cũng vẫn phải chạy như bài trước ấy. Anh nghĩ là cứ để mọi người chạy đi đã. Vâng. Mình cũng không vội đâu.
để cho mọi người chạy, xong là mọi người sẽ biết được là nó chạy như thế nào. Thì chắc làm smart làm smart contract thì đơn giản là mình gãy xong mình deploy lên, nhưng mà không phải cần phải quan tâm đến việc mà mình cần phải DevOps như thế nào, rồi là chạy run command các kiểu như thế nào, chạy nốt như thế nào. Nhưng mà biết thêm kiến thức này thì cũng khá hay, tại vì về sau về cơ bản là các blockchain khác thì nó cũng có những cái concept tương tự thôi, nó chỉ khác về cái cách build node của nó thôi. Đúng rồi, chính xác, thằng Cosmos đấy. Hiện tại bây giờ mình nếu mà mình nhảy sang thì mình chỉ nhảy sang thằng Cosmos là cùng nữa thôi. Mình sẽ dừng lại và layer 1. Thì đang... sáng nay Cosmos có buổi đúng rồi. Hình như sáng nay có buổi 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 về gì về smart contract gì của nó đúng không? Tuần sau chứ, tuần sau. Hôm nay nhỉ? Hôm nay tuần sau nhỉ? Chủ nhật tuần sau. À tuần sau, em cứ tưởng hôm nay, tuần sau. Định hôm nay đi đây không thì nên ngồi. Tuần sau quay. đi anh em đi để xem thế nào. Mình sẽ expect là mình sẽ cho chúng ta một cái series về Cosmos SDK tiếp để anh em có thể là. Thế thì không, tuần sau anh em họp buổi này, họp về substrate này nhá. Thế thì tuần sau mà mọi người tuần sau thì mọi người sẽ tập trung để build lại cái private network và add node mới nè. Đúng không? Đúng rồi, theo cái bài mới này gọi là cái dùng Palette Authority này. Tuần sau thì ai có thời gian thì lên chỗ của Vinh dạy con mốt đi, ngồi anh em ngồi chơi chăm gió với nhau. Ok. Hợp lý. Ok nhá. Rồi, thì... dành thời gian cho mọi người hỏi đi, xem có ai hỏi gì không. Cường là chạy được cái nốt private lên rồi thì nhắn đây. Rồi, thế đi, nếu mà không ai hỏi gì thì ta sẽ dừng lại nhá. Thì tuần sau thì mình sẽ tiếp tục là thế tuần sau nghỉ luôn đi, tuần sau nghỉ để anh em cho anh em đi offline hay gì đó đi. Thì tuần sau là anh sẽ làm một cái pull tiếp để mọi người check xem mọi người đã run được cái nốt chưa và đã được cái nốt mới vào cái blockchain đang chạy runtime của mình chưa. Ok không? Còn Quốc thì có lỗi thì nhắn lên em nhé. Dạ dạ. Ừ, thử đi, phải thử, cứ thử thử đi, xong là có gì thì cứ nhắn lên. Còn cần thì gửi link Zoom bảo ai bảo Nhất hoặc là bảo Dưỡng hoặc là Lâm ngồi khoảng 30 phút để mà check, gửi link Zoom lên mà giúp, xong là ngồi một một để check. Ừ. Ok thế nhá. Ok, chào mọi người nhá. Ok, bye bye. Bye bye mọi người nhá. Chào mọi người. Chào mọi người.